pyramid. À, xin chào cả nhà. Thì như cả nhà đang thấy những cái video trước là mình có chia sẻ cho cả nhà mình là mình có đi thu nhập trứng, đi có nhặt trứng và đã có được cái nguồn thu nhập như thế này. Thì bây giờ mình cũng sẽ quay chia sẻ cho cả nhà là cái kinh nghiệm cả nhà để mình chăn nuôi gà thả vườn đẻ trứng nha cả nhà. Gà thả vườn đẻ trứng mà để với số lượng 30 con mà đẻ bình quân một ngày. Một ngày với số lượng 30 con như thế này mà đẻ bình quân mỗi ngày được 15 quả. Có nghĩa là hai ngày nó sẽ đẻ một lần trên một con. À, tỷ lệ đẻ rất là đều. Mặc dù không cho ăn thức ăn cấm công nghiệp, không ăn những cái chất kích thích hormone tăng trưởng, chỉ có ăn lúa ăn gạo kết hợp với chăn thả vườn, thỉnh thoảng em lại bổ sung một ít chất dinh dưỡng ngoài tự nhiên. Thì bây giờ em sẽ đi chia sẻ cho cả nhà cái kinh nghiệm đầu tiên ấy cả nhà, đó chính là mình chọn cái con giống. Em luôn luôn chia sẻ như vậy, cái con giống là một cái yếu tố quyết định rất là nhiều. Mình vì thả vườn giao cho trời bán cho đất nên chọn cái con giống vừa khỏe vừa đẻ tốt. Và em luôn nói ở những cái video trước, chỉ có hai cái con giống làm em hài lòng nhất khi mình chăn nuôi kiểu như thế này, đó chính là con gà tôm hòn và con gà lương phượng. Chia sẻ với cả nhà là như thế, cái con gà lương phượng ấy, nó đẻ còn kinh hơn cái con gà này nữa cả nhà. Chăn thả vườn đấy, còn mấy cái con siêu đẻ thì nó đẻ còn ghê gớm hơn đây. Nhưng những cái con gà siêu đẻ đó cả nhà là nó phải cho ăn nhiều, ăn kinh khủng nó mới đẻ, còn cái này mình cho ăn ít. 30 con em chỉ cho ăn hơn 3 kg là cả nhà biết rồi, làm 2 chở thì nó ăn rất là ít. Bình quân mỗi con ăn gì tầm có 100 đến 101 gom thôi, chia làm đôi, ăn lúa hạt ăn gạo. Và em có kết hợp với chăn thả ngoài vườn nha cả nhà. Cái kinh nghiệm thứ hai của em đó chính là tận dụng cái vườn. Cái vườn các anh chị là có cái gì là mình tận dụng cái đó, cho nó đào sở thức ăn, cho nó ăn cỏ này, ăn côn trùng này, ăn vitamin khoáng chất ở ngoài đấy, thì nó sẽ có đủ chất độ mà bổ sung cho cái dinh dưỡng mình ăn hàng ngày chỉ là tinh bột thôi. Tinh bột như lúa gạo là nó rất là ít chất độ, nhưng mà khi mình cho ăn ngoài vườn á, cho nó đào sở thì nó sẽ cung cấp cả nhà. Và một cái kinh nghiệm thứ ba nữa cả nhà, đó là cái con gà thường thường anh chị nó sẽ có theo một cái vòng đời như thế này này, đẻ trứng là một, ấp trứng là hai, nuôi con là ba. Nếu anh chị nào mà không biết cách, cứ để tập tính tự nhiên như vậy ấy, thì nó sẽ đẻ rất là ít, là gần như là sau hơn 2 tháng nó mới quay lại nó đẻ trong một lứa, bởi vì nó đẻ nó ấp nó nuôi con. Nên các anh chị đừng nên cho nó ấp trứng. Nếu nó đẻ xong một chu kỳ, một chu kỳ của một con gà đẻ nó đẻ tầm 10 đến 15 quả. Các anh chị thấy nó đẻ rồi, nó nằm ổ mà nó không còn đẻ nữa thì nó đã vào cái chu kỳ ấp trứng. Thì mình nên tách nó ra cả nhà. Mình tách nó ra khỏi ổ là một, nhốt riêng nó là hai, cộng cho nó ăn nhiều một tí để nó đủ dinh dưỡng, nó quay ngược trở lại nó đẻ cả nhà. Và cũng giúp cho nó bỏ đi cái tập tính ấp. Thì đây là cái cách mình làm như vậy. Và cái cách này là quan trọng, rất là quan trọng nha cả nhà. Nó còn hơn cái giá trị dinh dưỡng nữa. Mình bỏ đi cái tập tính tự nhiên của nó để biến nó trở thành một cái con gà kiểu công nghiệp là như vậy. Nhưng mà làm được như vậy phải cho nó ăn nhiều một tí. Có nghĩa là nó đẻ xong là phải cho nó ăn nhiều hơn bình thường. Hoặc là mình đem nó ra khỏ ổ mình nhốt riêng, có thể mình phơi nắng, ánh nắng mặt trời đấy, cho nó kích thích cái hệ sinh sản nó đi cả nhà. Thì đây là cái cách mình làm như vậy, nó rất là quan trọng nha. Chứ còn mình cũng chẳng bổ sung một cái gì hết cả nhà. Nhà là như vậy. Đây chính là cái video mình cũng muốn chia sẻ, đây là cái kinh nghiệm, cái bí quyết này. Cơ bản là phải biết tách nó ra khỏ ổ khi nó hết đẻ, gần như là mới đừng cho nó có cái tập tính tự nhiên nữa. Loại bỏ cái tập tính tự nhiên của nó đi, là cho nó đẻ quanh năm suốt tháng như vậy. Nó chỉ nghĩ ở cái giai đoạn nó thay lông thôi. Cái giai đoạn thay lông là cái nội tiết trong cơ thể nó thay đổi, nó không có đẻ được. Còn ngoài ra là mình cứ làm cho nó đẻ đều như vậy. Thì chia sẻ như thế. Thì đây là cái mẹo của mình, một cái bí quyết của mình là như vậy. Mình chia sẻ với cả nhà mình là như thế. Chứ bây giờ mình cho ăn nó dinh dưỡng như thế nào đi chăng nữa mà mình không thay đổi cái tập tính ấp cho nó thì nó rất là lâu đẻ. Bởi vì nó đẻ xong là khoảng tầm 10 ngày,
nửa tháng nó mới đẻ xong, xong rồi nó quay nó ấp 10 ngày, à, xin lỗi cả nhà, là nó ấp tầm 15 ngày, 20 ngày nữa thì mình gần như là mất cả tháng trời rồi, à, không có được, nên thành ra là em không cho nó ấp. Thì chia sẻ với cả nhà là như vậy, thì mình cũng kết thúc cái video nha cả nhà.